Chuyện gì đang xảy ra tại phòng khám Orchard? Đó là các hot tiktoker truyền tay nhau đến sử dụng dịch vụ căng chỉ phun phây. Hot tiktoker Hải An, hot girl Khánh Vân, hot girl Lan Hương Đặng. Các bạn đều gặp tình trạng mỡ má đổ xệ khiến khuôn mặt rất xinh nhưng kém phần săn chắc. Em chụp hình, em cũng phải về chỉnh nhiều ấy. Em chỉnh hình xong rồi em ra ngoài, người ta nói em là chỉnh hình quá đà. Xong rồi từ khi căng chỉ xong mọi người bắt đầu khen mặt sang hơn. Tại vì ngày xưa trong mắt buồn nó hơi thôn tí. Trong bác sĩ làm cũng nhẹ nhàng đúng không? Vừa làm vừa nói chuyện. Bác sĩ có cho xem vừa làm vừa cho xem không? Còn mặt nó nhỏ đi bao nhiêu nhỉ? Nhỏ xíu à, mà nhỏ xíu mọi người. Hết thuốc căng đường điện thoại luôn nhá. Chỉ sau 40 phút căng chỉ nội khoa, giúp kéo căng và nâng đỡ ngay lập tức vùng da trùng nhão bị chảy xệ, mang lại gương mặt nhỏ nhắn chuẩn vi lai.